Đây, cho tôi cái. Đây, đây, bây giờ về nha. Bây giờ với thì mình xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Hoa Phan, là giáo viên của trường cấp 23 Long Thành, Dòng Điền, Kiên Giang. Thì là mình khởi nghiệp một năm nay là mình khởi nghiệp là từ trái gấp. Từ trái gấp ra được 6 món. Thứ nhất là dầu gấp dưỡng da. Nè, dầu gấp thứ hai thì anh sờ ra. Đó là chai 20ml. Nè, cầm đi. Rồi cái thứ hai là dầu gấp để ăn đó. Để ăn ha, để ăn đó. Yeah, wow. Rồi là hai món rồi phải không? Rồi lại đi. Rồi cái thứ ba là cái phần hộp đó, là mình đem đi nướng ngâm rượu, mình ra còn xô bóp. À, để xô bóp à. Cái này là ngâm chưa chị? Chị ngâm rồi đó, làm bốn bán là do chai xịt trăm ly nước đắng luôn rồi à. Cái chai có 70 ngàn. Cái thứ ba là từ dầu gấp mình kết hợp với gừng, xả, ớt của mình tím, gà sa tế gấp. Wow. Tại hết là ướp thịt nướng, thịt mé đó. Tại mình sử dụng cái gì cũng được. Còn cái chẳng có khác nữa là sao thích cái nào? Tại dù gắt mình ra son thôi. Sao sáng tạo quá vậy? Ví dụ như anh là anh có son dữ không màu đi Nam. Dạ, còn cái này có màu rồi hả? Cái này là có màu, nó dịu dòng lắm. Rồi sẽ chạy cho bạn em. Nam không được có màu hay sao? Quy định là nên không phải, tại nhiều người nhiều người. ngoài ra là còn có son dưỡng thì nói chung son thì nó nhiều dòng lắm. Son cái dầu gấp dưỡng da, cái hàng mà ông bôi da mặt thì nám tàn da nha. Cái này là nám tàn da nè, dùng ban ngày với ban đêm. Muốn đi phải không? Rồi đây đây đây, đây. Có xẻo rồi phải không? Ở nhà thì khỏi. Nhưng mà mình đắp mặt nạ cũng được. Còn có sơn dòng mà cái sơn vỏ che. Sơn vỏ bằng che thân thiện với môi trường. À cái vỏ bằng che. Con xuống nha, con xuống nha. Che luôn. Cái này bao nhiêu chị? Cái này 300. Này 300, cái vỏ này mình chị chỉ cầm giùm em thế. Cái xưởng chị đông người có thể là bắt bắt ba nhân viên à, có nghĩa là đi dạy rồi rảnh thì làm rồi bán lay gai gì đó à, đâu, tại vì mà không? Hay là... chưa thoải mái cũng như là mình chưa có được đầu tư ai cũng tưởng tôi dạy quá xinh vậy. Hay quá. Để đại đi, gọi đại. Cái này cái sau này là vỏ hoa hồng á. Cái hoa hồng tại vì có cái khuôn hoa hồng á. Rồi cái đầu nó ra cái sau ngoài luôn. Chúng ta rất hoan đại lễ. Chúng ta đồ và thế. Nói chung là sáng tốt mà mình phải có máy móc. Mình phải có nhà đầu tư rồi có máy móc rồi. Tự mình nghiên cứu. Không nghiên cứu có nghĩa là trong cái quá trình đầu tiên đó là tại vì lúc đầu là tại nhà nhiều. Cái này là chỉ cái dầu gấc mà bình thường nồng độ bình thường là dầu gấc ăn nè, được chưa? Trái này chai 100 ngàn nè, còn cái từ dầu gấc này kết hợp với gừng, xả, ớt của hành tím nhân dân là mình ra được cái món sa tế gấc nha.
Rồi cái phần hột thì mình đem nước âm rượu mình ra được cái phần sổ bóp nha. Rồi ngoài ra là cái nồng độ dầu gất mà nó đậm đặc gấp 10 lần thì mình ra được cái dầu gất là dưỡng da. Để cho chị nám tàn nhang rồi mồi. Đó, dưỡng ẩm rất là tốt. Ngoài ra thì nó khi kết hợp với cái nguyên liệu làm son thì mình ra nhiều dòng son khác nhau. Cái này là son kem ha. Rồi cái này là son sáp. Có khoảng 20 màu. Rồi cái vỏ tre luôn ha. Rồi ngoài ra mình có cái dòng son dưỡng dành cho nam nè. Với những chị xăm môi là cái màu nhẹ, son dưỡng màu nhẹ. Rồi. Dành cho những cái người xăm môi và môi khô đó. Đây không màu dành cho nam nè. Không màu là cái là nó màu vàng vàng nhạt. Cái vàng với cái màu đó. À đây là dòng son dưỡng. Rồi đi quay quay đi mình. Quay gì quay đậu quay. Tôi nói thôi. Quay đây bây giờ là sản phẩm của mình nè. Đầu tiên là mình sau khi mình học xong cái lớp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Kiên Giang là thứ nhất là được tặng giải khuyến khích hội thi nữ doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công của cục xúc tiến bộ công thương tỉnh Đồng Nai. Giải thứ hai là giải nhất của hội phụ nữ khởi nghiệp tỉnh. Giải thứ ba là giải nhì hội nông dân tỉnh. Rồi gần nhất đây là lọt vào top 20 của khởi nghiệp quốc gia thi vào tháng 12/2022 tại Hà Nội. Giờ báo chí đài vào Google gõ là có tên là Nguyễn Thị Thảo Phan Lời An hay là show gấp bờ phân bờ là chữ bi bi phở nháy nháy trên đời bờ xăm chữ phân phân là phở á rồi được rồi con.